Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Gia Lai tăng cường kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên Đán. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên hình thành chuỗi siêu thị mini trong bệnh viện cho người bệnh. Lâm Đồng bắt nhóm lừa bán đồng đen lấy hàng trăm triệu đồng. Nhiều ý kiến trái chiều về thông tin dự thảo hiến máu bắt buộc. Thưa quý vị, nhằm góp phần bình ổn thị trường hàng hóa, giúp người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đấu tranh chống đầu cơ, tăng giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Thời điểm này khi Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 đã cận kề, cũng là lúc các cửa hàng, đại lý, doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai tăng lượng hàng hóa so với những tháng bình thường từ 30 đến 50% để đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa phục vụ dịp Tết. Năm nay nhờ chính sách bình ổn giá thị trường dịp Tết, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi ở mức 5 đến 6% nên giá các mặt hàng phục vụ Tết tăng không đáng kể so với bình thường. Nhờ đó nhiều mặt hàng sản xuất trong nước với giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo được người dân lựa chọn. Do lượng hàng hóa tăng cao, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa thị trường. Qua đó nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hoạt động kinh doanh trái phép khác. Đồng thời, việc kiểm tra, kiểm soát còn nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời việc lợi dụng tình hình sức mua trên thị trường vào dịp Tết để đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái quy định. Hiện nay, với hơn 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn cả tỉnh, thì con người thì nó cũng có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thì tùy theo địa bàn, tùy theo lĩnh vực hoạt động, và chỉ cũng có sự phân bố cái lực lượng cho nó hợp lý, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác như là công an, cơ quan thuế, hải quan, bộ đội biên phòng và các cái ngành khác để đo lường chất lượng để mà triển khai cho thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ chung của địa phương trong việc đảm bảo cái thị trường cuối năm cho nó ổn định. Với việc chủ động, tích cực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang quyết tâm tạo một thị trường an toàn, ổn định và bình đẳng, giúp người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm trong dịp Tết Đinh Dậu nói riêng, cả năm 2017 nói chung. Vừa qua, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào triển khai hệ thống siêu thị mini trong khuôn viên bệnh viện. Tiện ích này không chỉ mang đến sự tiện lợi cho người dân mà còn giảm thiểu được tình trạng chèo kéo, chặt chém vẫn thường diễn ra trước cổng bệnh viện. Theo đó, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 bệnh viện triển khai mô hình siêu thị này, đó là Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Hùng Vương. Bên trong siêu thị này có đầy đủ các mặt hàng cần thiết cho người bệnh, sản phụ và thân nhân người bệnh trong thời gian lưu trú tại bệnh viện. Đặc biệt, khách hàng sẽ được phục vụ với giá niêm yết đúng như trong siêu thị. Tôi cảm thấy mang lại tiện ích, không có cần phải ra ngoài mua, với lại tránh gặp hàng giả nhiều. Là mình muốn mua cái gì cũng có hết trơn, không có thời gian nữa. Được biết, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành khuyến cáo triển khai các dịch vụ tiện ích cho người bệnh và thân nhân người bệnh tại các bệnh viện. Triển khai tốt các dịch vụ tiện ích sẽ giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong vốn gây mất an ninh, trật tự tại các bệnh viện. Nhân dịp đón chào xuân Đinh Dậu 2017, sáng ngày 10 tháng 1, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình trẻ em vui xuân, người già ấm Tết. Mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và một số thực phẩm thiết yếu đã được trao cho người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này. Toàn bộ kinh phí đều do các tổ chức xã hội từ thiện và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa với mong muốn mang đến cho người nghèo một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có tờ trình lần thứ 3 gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đề nghị xem xét giảm giá vé tại hai trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét giải quyết giảm giá vé qua cầu Bến Thủy 1 và 2, đặc biệt là giảm tối đa vé tháng quý cho các chủ phương tiện ở các địa bàn thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghệ An, huyện Kỳ Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và không đi đường tránh nhưng thường xuyên đi lại trên các cầu này. Trước đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, thực hiện chủ trương của chính phủ về việc giảm mức thu phí với phương tiện nhóm 1 và nhóm 2 của 5 trạm có mức thu cao nhất cả nước. Shisenko 4 đã giảm giá vé hai trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Tuy nhiên, thời điểm này, Shisenko 4 không hỗ trợ giảm giá vé tháng quý với các phương tiện hai bên cầu Bến Thủy. Sau đó, liên tiếp trong 10 ngày đầu tháng 12, hàng trăm người dân huyện Kỳ Xuân, Hà Tĩnh và thành phố Vinh đưa ô tô mang băng rôn chặn trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 vì cho rằng không đi mét đường BOT nào của Shisenko 4 sao phải đóng phí.
Được biết, 11 tháng đầu năm 2016, Sisenco 4 đã hỗ trợ 850 phương tiện ô tô của người dân có hộ khẩu ở thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân khi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã chính thức khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Con đường xanh Quảng Nam tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bởi tính đến cuối tháng 10 năm 2016, doanh nghiệp này đang nợ số tiền bảo hiểm xã hội của người lao động đã lên đến gần 10 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2016, trong đợt thanh tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam về thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam chủ trì, đã có yêu cầu công ty Con đường xanh Quảng Nam trả nợ bảo hiểm xã hội đúng lộ trình cam kết. Tiếp đó, ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức làm việc với doanh nghiệp nhưng công ty này vẫn lờ các cam kết đã ký. Tính đến tháng 10 năm 2016, số tiền nợ bảo hiểm xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Con đường xanh Quảng Nam lên đến hơn 10 tỷ đồng trong hơn 8 tháng. Sự việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 1.388 lao động đang làm việc tại đây. Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhiều lần liên hệ lại với doanh nghiệp nhưng vẫn không nhận được câu trả lời dứt điểm về thời gian trả nợ. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, tính đến tháng 5 năm 2016, chỉ riêng nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài trên 80 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 53.000 lao động. Nhiều cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết việc truy thu số tiền bảo hiểm xã hội nợ động hiện rất khó, nhưng càng kéo dài người lao động càng bị ảnh hưởng. Được biết đây cũng là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khởi kiện một doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Sau 5 năm triển khai, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Để chương trình tiếp tục đi vào chiều sâu và nhân rộng ra cả nước thì cần có những giải pháp căn cơ và thực chất hơn nữa. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã cho gần 22.000 doanh nghiệp vay với tổng số vốn khoảng 282.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm 2015 và bằng tổng vốn cho vay trong 4 năm qua. Chương trình kết nối cũng đã đi vào chiều sâu hơn với nhận thức và trách nhiệm cao của hệ thống ngân hàng. Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong thời gian tới, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng phải lấy hiệu quả của doanh nghiệp là mục tiêu để triển khai trên cơ sở minh bạch hoạt động của cả ngân hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng thì cũng phải công khai chính sách của mình, công khai chính sách của mình, công khai lãi suất, công khai chính sách tín dụng của mình, kể cả công khai thủ tục thì chúng ta mới minh bạch được. Cái thứ hai á, phía ngân hàng lại thế, còn phía doanh nghiệp thì anh cũng phải minh bạch anh, phải không? Minh bạch anh chứ, vấn đề quản trị anh phải minh bạch, rồi vấn đề về tài sản anh phải minh bạch, rồi vấn đề cho phép kế toán anh phải minh bạch. Theo các doanh nghiệp, các ngân hàng ngoài vai trò khách hàng phải là nhà tư vấn thông tin đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời cần có cân nhắc về chính sách lãi suất trung và dài hạn để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ như hiện nay. Thưa quý vị, không còn là làng biển nghèo khó trước đây, Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bây giờ đã thay da đổi thịt, vươn lên mạnh mẽ nhờ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế biển đánh bắt xa bờ. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, song hành cùng đội tàu thuyền công suất lớn liên tục hạ thủy vươn khơi. Đến nay, toàn xã đã có hơn 1.000 tàu thuyền, trong đó có 912 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Tam Quan Bắc vươn lên dẫn đầu tỉnh Bình Định về sản lượng khai thác cá ngừ đại dương, là xã nông thôn mới kiểu mẫu của vùng biển Bình Định. Với lợi thế có cửa biển và khu neo đậu tàu thuyền lớn, trong những năm gần đây, ngư dân xã Tam Quan Bắc đã phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ, đặc biệt là nghề câu cá ngừ đại dương đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Năm 2016, sản lượng khai thác hải sản của xã tăng 5%, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương tăng 1,5%, chiếm 2/3 tổng sản lượng khai thác của toàn tỉnh. Thu nhập bình quân của người dân Tam Quan Bắc đến cuối năm 2016 đạt 45 triệu đồng, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2015. Thì đây là một sản có truyền thống đánh bắt ngang của bà con ngư dân. Vì sau khi mà chuyển đổi nghề thì bà con rất là có sự đầu tư lớn, cái thuận lợi bà con mạnh dạn làm ăn, phát huy và trang bị ngư lưới cụ, tàu thuyền đóng mới, số lượng tăng là rất là nhanh. Mặc dù là một xã có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất tỉnh Bình Định, tuy nhiên đến nay ngư dân địa phương chỉ tự bỏ vốn tự có để đóng tàu lớn vươn khơi bám biển chứ chưa đóng tàu vỏ thép. Nguyên nhân chính là do thế mạnh ngư dân ở đây chỉ khai thác cá ngừ đại dương, trong khi tàu vỏ thép chưa đáp ứng được yêu cầu này. Hơn nữa, trong quá trình vay vốn thủ tục quá rườm rà nên ngư dân chưa mặn mà. Thêm đó, ngư dân vẫn lo lắng bởi giá cả thất thường và giá trị sản phẩm bán ra thị trường thấp. Mới đây, tỉnh Bình Định quyết định cho thành lập nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên tại xã Tam Quan Bắc với 141 thành viên tham gia. Sự ra đời của nghiệp đoàn nghề cá sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi chính đáng. Thành viên được cung cấp các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các thông tin pháp luật quốc tế về biển, hỗ trợ vốn kỹ thuật dịch vụ hậu cần, giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro bất trắc trên biển. Điều đó sẽ nâng cao chất lượng của các chuyến vươn khơi bám biển. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự.
Một nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán đồng đen là các lư hương bằng kim loại màu đen, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của các nạn nhân, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ vào ngày 10 tháng 1. Thủ đoạn này không còn mới, tuy nhiên vì hám lời nên còn nhiều người sập bẫy kẻ gian. Nguyễn Thị Thu Vân trú tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, cầm đầu nhóm lừa đảo. Ngoài ra còn có Cứng Văn Tính trú huyện Lâm Hà và Trần Nhật trú tỉnh Khánh Hòa. Trước đó được ông Dực khoe có hàng là chiếc lư hương bằng đồng đen, mặc dù chưa được nhìn trực tiếp nhưng Vân đức tin và đi khoe với ông Trực là thông gia của bà Vân. Ông Trực đã đồng ý mua chiếc lư hương đồng đen nặng gần 4kg với giá rất cao. Sau đó, nghi ngờ ông Trực không có hàng, Vân đã về thành phố Hồ Chí Minh tìm mua hai chiếc lư hương bằng kim loại màu đen rồi chụp hình gửi cho ông Trực xem. Ông Trực sau đó đã chuyển 300 triệu đồng tiền cọc cho Vân. Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 5 2011, Vân cùng đồng bọn đã lừa đảo ông Lành 355 triệu đồng. Tất cả các nạn nhân đều chưa được tận mắt nhìn thấy lư hương đồng đen mà chỉ thấy trên hình ảnh gửi qua Zalo và Facebook. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vân, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành khám xét nơi ở của Vân và thu được tang vật là 4 lư hương bằng kim loại cùng một số đồ vật có liên quan đến hành vi lừa đảo. Các đối tượng Tính, Nhật đang bị tạm giữ để xem xét khởi tố. Ngày 11 tháng 1, Công an huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp đánh sập một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên huyện, bắt giữ 6 đối tượng. 4 đối tượng Trần Hậu Phi, Trương Quốc Anh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hiếu sinh từ năm 1990 đến năm 1997, riêng Lương Xuân Thịnh sinh năm 1983 và Trần Chí Sơn sinh năm 1963. Các đối tượng này là những tên đạo chích cộm cán, nghiện ma túy và có nhiều tiền án. Các đối tượng khá tinh vi, manh động, chúng đi thành từng đôi ra thành phố Hà Tĩnh chơi ma túy. Trên đường về, thấy xe máy để sơ hở, chúng dùng van phá khóa chạy vào huyện Kỳ Anh bán. Ngoài 6 vụ đã khai với công an huyện Kỳ Anh, các đối tượng này khai thực hiện thêm 15 vụ khác. Trong số 21 xe máy trộm cắp được, chúng bán cho Trần Chí Sơn với giá 4-5 triệu đồng một xe. Hiện nay, lực lượng công an đã thu giữ 6 xe máy, 2 bộ van phá khóa, nhiều điện thoại di động và các loại giấy tờ khác. Ngày 10 tháng 1, hàng trăm công cụ hỗ trợ và đồ chơi mang tính bạo lực vừa được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Tịnh Biên cùng các ngành chức năng phát hiện và thu giữ tại chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên An Giang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các kiosk của 4 tiểu thương có cất giấu nhiều công cụ hỗ trợ và đồ chơi mang tính bạo lực. Lực lượng tiến hành lập biên bản tạm giữ 70 cây roi điện, 108 cây gậy ba khúc, gần 300 đèn pin có tính năng roi điện, nhiều dao bấm và súng bắn đạn nhựa. Qua điều tra ban đầu, các tiểu thương khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc xuất xứ và được các tiểu thương mua từ Campuchia đem về chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bán lại kiếm lời. Sáng ngày 11 tháng 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế BC46 đã bắt quả tang hai vụ buôn lậu thuốc lá và rượu tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Khoảng 5 giờ ngày 11 tháng 1 tại bãi giữ xe 464 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe khách 51B00756 đang vận chuyển trái phép 77 chai rượu cùng 10 bao đường trắng loại 50kg một bao. Các mặt hàng đều không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Cùng thời điểm trên, tại các nhà trọ số 13 đường số 1, cư xã Phú Lâm, phường An Lạc, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang thu giữ 4.050 bao thuốc lá các loại và 5 thùng rượu loại 24 chai một thùng, không có nhãn mác, thành phần rõ ràng. Trên thân chai ghi nơi xuất xứ là Bỉ, Thụy Điển. Ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1961, khai nhận đang tiến hành đóng thùng rượu và thuốc lá dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông tên Tâm, chưa rõ lai lịch, thì vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Huế cho biết đã phát hiện thu giữ 144 chai rượu ngoại và 500 tuyếp mỹ phẩm nhập lậu. Ngày 9 tháng 1 năm 2017, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Huế đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 53S5995 do anh Nguyễn Hải Triều sinh năm 1975, trú tại thành phố Ninh Bình điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc có dấu hiệu nghi vấn, nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, đơn vị đã phát hiện trên xe có nhiều kiện hàng, bên trong chứa 144 chai rượu ngoại và 500 tiếp mỹ phẩm các loại. Tất cả số rượu và mỹ phẩm đều mang nhãn mác nước ngoài. Khi được yêu cầu, lái xe đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa trên. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn Hải Triều, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa nhập lậu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 1, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã phục kích bắt quả tang 2 xe mô tô và 1 xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ.
Sau khi phát hiện trên tuyến quốc lộ 91 có 2 xe mô tô và 1 xe ô tô 56K1827 đi từ hướng Châu Đốc về Long Xuyên, An Giang, lực lượng chức năng đã bất ngờ bắt giữ, nhưng các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại phương tiện cùng tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ các phương tiện và 7.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong báo cáo đánh giá tác động của Bộ Y tế để lấy ý kiến đưa vào dự thảo luật về máu và tế bào gốc, có đề nghị quy định bắt buộc hiến máu 1 năm một lần, ngoại trừ trường hợp không thể hiến máu, đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân với các ý kiến trái chiều. Theo đó, trong dự thảo luật về máu và tế bào gốc đã được công bố có 2 phương án. Một là quy định về hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân, phải thực hiện 1 năm một lần, nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu. Và phương án 2 là tình nguyện hiến máu kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu như hiện nay. Trong đó, quan điểm của nhiều chuyên gia trong Bộ Y tế là kiêng về phương án 2. Về phía người dân cũng có những ý kiến trái chiều về phương án hiến máu bắt buộc. Tôi thấy tinh thần hiến máu tự nguyện của các bạn sinh viên cũng như các bạn ở ngoài rất là cao, và cái lượng máu thu về rất là nhiều. Vì vậy tôi nghĩ là cái việc mà hàng năm mỗi người cần phải hiến máu như vậy thì không cần thiết lắm. Về tích cực thì nhà nước sẽ có một cái nguồn máu thường xuyên. Còn theo tôi nghĩ là cái mặt không tích cực là nhà nước sẽ không có thể kiểm soát được ai có thể đi hiến máu. Trước những luồng ý kiến khác nhau, chúng tôi cũng đã trao đổi với luật sư Trương Ngọc Sơn về vấn đề này. Theo Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Hình sự năm 2015 thì chỉ quy định người dân là có quyền hiến máu, chứ không có quy định là người dân phải bắt buộc, người dân phải có nghĩa vụ hiến máu. Theo cái lộ trình thì đến tháng 7 năm 2018 thì dự thảo luật này mới được thông qua. Cho nên từ đây đến đó thì còn hơn 1 năm, và tôi chắc chắn rằng các cơ quan có liên quan cũng sẽ nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để ban hành được một cái luật là hợp lòng dân nhất và phù hợp với pháp luật của chúng ta nhất. Hiện nay, việc hiến máu tại Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Trung bình mỗi năm, một người hiến máu toàn phần tối đa 4 lần. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố mức thưởng Tết âm lịch 2017 của các doanh nghiệp cho người lao động. Đắk Lắk phát hiện gần 3.000 chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng. Quảng Bình đẩy mạnh kiểm soát phương tiện quá khổ quá tải dịp cuối năm. Gia Lai hiệu quả từ mô hình trường mẫu giáo bán trú dân nuôi ở huyện Mang Giang.